sản phẩm lốt fan 10D nhà em Hạnh bán cực kỳ nhiều, cực kỳ quynh đảo thị trường luôn em. Giá chỉ có 14,99 đô anh chị ạ. Em xuất số lượng rất là nhiều luôn anh chị, biết tại sao không? Bởi vì chất lượng luôn luôn là số 1. Tất nhiên anh chị bảo là giá rẻ nhưng chất lượng không tốt, nhưng em khẳng định luôn, phẩm của Lavit sẽ luôn luôn đạt tiêu chí là nhỏ này, hút keo này, mi đen này, rất nhiều chương trình, rất nhiều các chương trình khuyến mại. Free ship cho anh chị này, khách hàng sỉ thân thiết nhà em Hạnh vẫn giảm giá 30%. Em khẳng định luôn, giá tốt nhất thị trường các anh chị mua bên ngoài cần 20-25 đồng thôi. 20-25 đô là chuyện rất bình thường. Nhưng nhà em Hạnh chỉ có 14,99 đô ạ. Sản phẩm bán cực chạy, bán chạy một số 1 của nhà em. Chất lượng mua luôn là số 1 ạ. Các chị em hãy nhanh tay vào trong website của Lavit là lavitlat.us để mua hàng và trải nghiệm nhé.